Trước tình hình Nga-Ukraine đang hết sức căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc chiến càng kéo dài thì càng nhiều người phải ngã xuống, nguy cơ chiến tranh toàn cầu và suy thoái kinh tế đang gần kề. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nêu lên ý kiến về vai trò của Việt Nam trong vấn đề này. Thứ nhất, Việt Nam có thể làm gì? Cuộc xung đột này ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam và chúng ta cần có hành động gì để đóng góp vào việc thiết lập lại hòa bình? Rõ ràng là tình hình đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực và ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến Việt Nam. Đây mới là thách thức quan trọng mà Việt Nam phải tính toán và đối mặt để không bao giờ cho phép xảy ra những vấn đề tương tự trên đất nước của chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao mới đây đã nhận định rằng trong tình hình thế giới hiện nay là một quốc gia có trách nhiệm, chúng ta cần phải căn cứ vào vị thế của đất nước để có tiếng nói phù hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh thế giới và đó cũng là lợi ích của Việt Nam. Đồng thời rất cần chủ động để xúc tiến các bước đi ngoại giao nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chúng ta không thể đứng ngoài sự việc này, bởi trước hết Nga và Ukraine đều là bạn của Việt Nam. Những bên can dự vào đều là đối tác của chúng ta. Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh để có thể tham gia, đóng góp, giúp tạo lập lại hòa bình. Thứ nhất, chúng ta đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để kiến lập nền hòa bình bền vững cho đất nước. Thứ hai, chúng ta cũng có kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng vẫn giữ được hòa bình. Trong hơn 1/4 thế kỷ qua sóng gió như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ vững được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ được độc lập tự chủ và những gì chúng ta đang có, đồng thời giữ được hòa bình. Thứ ba, chúng ta có quan hệ đa phương rộng rãi với hầu hết các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Đó là thế mạnh mà chúng ta phải tận dụng để đóng góp cho hy vọng hòa bình ở Ukraine trong sự bình đẳng, phù hợp luật pháp quốc tế. Và đó cũng chính là lợi ích của Việt Nam. Chúng ta đều là bạn của Nga và Ukraine, vậy khi hai người bạn xảy ra xích mích thì chúng ta nên hành động thế nào cho phù hợp trong lúc này? Thủ tướng Phạm Minh Chính có phát biểu, ngoại giao phải chân thành, chúng ta cần chân thành, thẳng thắn nêu ý kiến với tất cả bạn bè, đối tác để đóng góp cho hòa bình. Theo tướng Vịnh, với nước Nga, một người bạn truyền thống từng giúp đỡ nghĩa tình cho Việt Nam, chúng ta ủng hộ Nga là một cường quốc trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh của nước Nga trong nội địa và không bị uy hiếp ngoài biên giới, không đồng tình với các lệnh trừng phạt kinh tế, bao vây, cấm vận áp đặt lên nước Nga. Nhưng đồng thời cũng góp ý với bạn, trước hết không đồng tình khi chủ quyền lãnh thổ của các nước không được tôn trọng theo luật pháp quốc tế, bất luận là hình thức nào, việc dùng chiến tranh hoặc sức mạnh để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận. Chúng ta cũng không đồng tình khi cuộc chiến này sẽ tạo ra các tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế. Với Ukraine, chúng ta ủng hộ người bạn của mình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ danh dự quốc gia. Chúng ta chân thành mong muốn Ukraine hòa bình, không bị áp đặt bởi chính trị cường quyền, không phải chịu đựng chính sách ngoại giao pháo hạ của nước lớn. Chúng ta phản đối bất cứ hình thức nào áp đặt chiến tranh với Ukraine, kêu gọi hòa bình ổn định cho người dân. Tuy nhiên cũng cần góp ý với các bạn Ukraine về việc để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn là rất không ổn. Thêm vào đó là khi sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự để đối đầu với họ là hạ sách. Cũng cần góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào. Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bài học 3-0 trong chính sách quốc phòng, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại nước thứ ba. Vâng, như vậy. Thưa các bạn, tướng Vịnh đã nêu rõ những điều Việt Nam có thể làm để giúp hai quốc gia từng là bạn kết thúc xung đột. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!